các bạn đang lắng nghe câu chuyện Together vì ta là một đôi được phát đi từ kênh Đam Mỹ Thường Chuyện. Trước khi lắng nghe audio, các bạn nhớ like và share cho nó nha. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Đam Mỹ Thường Chuyện, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và chiếc chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ tất cả các audio nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mời các bạn đến với chương 11. Chà chà, thi bút kho, tối thứ sáu cũng dữ dằn quá ha. Tao không có đùa nha thằng Phong. Tôi đáp yếu xìu sau khi lết tấm thân ở ngoài đến phòng học vào lúc 8 giờ sáng giữa vô số ánh mắt nhìn của quần chúng xung quanh. Mấy đứa con gái nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Đừng để tôi thấy thằng Sarawat, mẹ nó, tao sẽ hét cho nó phát khiếp luôn. Cái tội biến tao trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tao cũng đâu có đùa, tao nghiêm túc mà. Nghiêm túc cái gì mà nói cái giọng đấy hả? Úi, làm gì mà căng thế? Đây là cuộc hội thoại khởi đầu của buổi sáng thứ hai ảm đạm. Bầu không khí sẽ không u ám đến mức như thế này nếu không phải vì tin tức của thằng Sarawat và nhóm Bạch Hổ đã đăng lên một tấp biết và sự kiện thể thao của trường. Cả tuần nay, thay vì ngập tràn niềm vui thì hóa ra lại thành bực bội như thế này. Thay là gì đó của Sarawat hả? Bị cái mông gì chứ? Đang yên đang lành lại bị cái tụi Bạch Hổ khoái chơi chọi không nhìn trước nhìn sau như thế kia, làm tao thiếu điều đóng cửa phòng không dám giác mặt đi đâu, không dám trả lời bất kỳ ai. Là gì với Sarawat? Tại sao trong điện thoại thằng Sarawat lại toàn hình của thai thế này? Quan trọng nhất là câu nói của thằng Sarawat có ý gì chứ? Là tụi bạn nó tát tôi vào mà. Chắc là tao biết ý thực sự của nó quá, phiền phức ghê. Ngồi đi đã, ăn gì chưa? Thằng ôm cố gắng hãm tâm trạng bùng nổ hiện trên nét mặt của tôi. Chưa, ăn sandwich không? Đối phương liền đưa lên miếng bánh sandwich trước ánh mắt quan tâm. Cảm ơn, cất công mua cho tao hả? Không, đồ thừa đấy. Khốn nạn, bạn bè kiểu này mà tao chơi cho được hay sao? Nhắc đến vụ tối hôm trước khi tụi Bạch Hổ gây chuyện, tao nghĩ chắc là vô lộn Instagram đấy thôi. Đệt mà thằng Sarawat đúng là nguồn cảm hứng dồi dào của mày ha. Chủ đề nóng hổi mới lặng đi một chút, thằng Bốt lại khơi ra. Tụi nó cố tình chơi khăm tao. Tao nghĩ không phải vậy đâu, nó định cặp hình mày thì đúng hơn. Làm tốt quá ha. Thằng Green chắc là tinh sái cổ luôn. Thế bây giờ đã ổn chưa? Thì không loạn cào cào như trước nữa. Đợi đến lúc ngủ được thì cũng đã gần sáng rồi. Cứ cách một giây là cửa sổ chat lại rung lên, đúng là cái kỷ luật của cuộc đời tôi. Kể từ hôm đó, tôi vẫn chưa nói chuyện với thằng Sarawat, vậy nên cũng chẳng biết thực hư câu chuyện như thế nào. Toàn bộ là do bạn nó sắp đặt, từ việc cắp hình đến việc đăng Instagram, hay là do tự nó sẹo nhưng lại đem ra bêu rếu. May mà thằng Men, đầu tiêu của mớ hỗn lộn này, ra mặt thanh minh rằng tất cả chỉ là hoạt động mang tính chất giải trí, đùa giỡn, ghép cặp chơi như mọi lần. Thế nên tôi mới có thể an toàn sát cái tấm thân này vào khoa mà không bị các hỏi chị em bạn gì của Sarawat ăn hiếp. Hỏi thật, mày và thằng Sarawat có something về với nhau không? Miếng sandwich còn lại bị thằng Bút cầm lên ngoạn một cách trắng trợn. Chưa kể còn hỏi một câu rất là lỗ bịch. Cái khỉ gì chứ? Ai mà biết, nó bao giờ xài Instagram đâu, thế mà là chỉ tạo Instagram và follow mỗi một mình mày. Album trong điện thoại thì cũng chỉ có một mình mày. Và lại cái dòng bình luận mà nó tát vào cũng mập mờ lắm. Thật ra mà nói thì biết đâu, tao thờ mày cũng có nghĩa là tao thích mày cũng nên đấy. Cũng đáng suy ngẫm đó. Lại sàm xí rồi. Tôi nhanh chóng ngăn chặn suy nghĩ vớ vẩn của đám bạn trước khi tụi nó suy diễn thêm. Mẹ nó thi nhau nói nhảm, không nhường chỗ cho tao nói miếng nào. Sam đâu? Thằng Sarawat nhắn cho ai chả biết, chẳng qua là tụi bạn nó tò mò mà thôi. Mà cái tụi Men chơi nhây đó, mày nghĩ tụi nó nghiêm túc à? Nhưng hôm nay đã là sáng thứ ba rồi, thằng Sarawat vẫn chưa xóa. Sao tao biết được nó, chừng nào gặp nó tao sẽ xử. Không còn ai hó hé gì nữa, chỉ gật đầu đồng tình. Một lát sau, thằng ôm khều nhẹ tay tôi rồi chỉ điện thoại của nó cho tôi xem. Ba cái chuyện trên mạng này chỉ có thể liên tưởng đến đó. Hóng nhẹ, hóng đỉnh cao còn hơn cả mạng 6G. Tôi xe tay ra đón nhận ý tốt của thằng và đáng tính của nó, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại đã được mở sẵn. Tao hỏi giùm nè, nó vừa nói vừa hấp háy mắt. Bạn tao thắc mắc là mày không xóa hình đi, bị chọc mà không phải sao?
Gần cả kiếp người cũng không thấy động tĩnh của kẻ được nói tới, chỉ có đám hậu cung của nó là nhảy vào comment bày tỏ nỗi niềm hiếu kỳ chung cho đến khi... Mẹ, trả lời rồi! Thằng Phong la lớn làm kinh động cả căn phòng, đến nỗi có mấy người quay lại nhìn nó bằng nửa con mắt. Hỏi nó từ hồi 8 giờ hơn, thằng Sarawak cũng thất thời thật, gần giữa trưa mới trả lời, đủ để hiểu nó nghiện mạng xã hội như thế nào rồi ha. Hứ, quan trọng là câu trả lời của nó đã giải đáp thắc mắc của mọi người. Không biết xóa. Cảm ơn nhé, câu trả lời thông minh ghê, thằng khốn. Buổi sáng học hành trôi qua một cách bình yên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi không có ai đến hỏi xem tôi là gì của kẻ trốn chạy cả thế giới như thằng Sarawak. Cho dù tôi và tụi đảm bạn có lọt vào tầm quan sát của nhóm người lúc nào ở căng tin ăn trưa nữa. Hôm nay mấy giờ là make up? Một thằng bạn trong nhóm hỏi sau khi chúng tôi yên vị ngồi ăn cơm một cách ngon lành. Các anh chị hẹn là 3 giờ chiều, may là hôm nay tan học sớm. Muốn ăn gì không? Lát mua mang cứu trợ cho. Có gì cứ mang, không chăm sóc tốt cho tao thì trả tiền ăn đi. Cái này không phải mai mỉa đâu, mà là sự thật. Mỗi lần có hoạt động là ba thằng lại tí tót đú đẫn với mấy em, bỏ tôi đứng múa quay cuồng, toét miệng cười thiếu điều muốn tới tận mang tai. Hôm nay lại như mọi lần là trận đấu bóng nảy giữa khoa kỹ thuật và khoa nông nghiệp, xưa nay vốn là kẻ thù không đội trời chung. Thế thì có liên quan gì tới một đứa của đội cổ vũ khoa luật như tôi chứ? Phải nói là quá liên quan ấy chứ. Mấy anh trong hội sinh viên chọn mỗi khoa mỗi đứa một để cổ động và trở thành hoạt náo viên cho ngày hôm nay. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy hơi khó hiểu trường đại học tại sao có lắm hoạt náo viên thế nhỉ? Đó chỉ là hoạt náo viên cấp khoa thôi, còn hoạt náo viên cấp trường thì được chọn ra từ các khoa. Năm 1 có khoảng 10 người, cả nam và nữ. Hỏi rằng tôi có muốn làm không? Hồi trước thì có thể, còn bây giờ thì tao nói luôn là no. Mệt muốn chết, học vẫn phải học, nhạc vẫn phải chơi, chưa kể phải tập tành cho hoạt động cổ vũ gì nữa. Nghe xong chỉ muốn biểu môi thở dài, khóc luôn được không nhỉ? Thế nên sau giờ học, tôi phải đi thẳng đến chỗ các anh cùng với ba thằng kia, sau đó đứng tập tành hoạt động khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi bị lôi đi ngồi ngơ ngác một chỗ với các khoa túm lại trang điểm như thể sắp diễn tuồng tới nơi. Trận đấu bắt đầu vào lúc 5:30 ở sân vận động trường, sinh viên kéo đến xem chật kín cả khán đài. Mạnh người nào người nấy cổ vũ cho khoa của mình, quan trọng là trận bóng giữa khoa kỹ thuật và khoa nông nghiệp chắc hẳn cũng sẽ dữ dội không kém. Tôi đứng cùng đám bạn hoạt náo viên ở một bên sân vận động, thằng Búc và thằng Phong và thằng Ôm biết ý lùi đến khán đài ngồi đợi xem trận đấu bắt đầu. Oai, ở đây mà kiếm nãy giờ. Tôi lập tức quay đầu về hướng phát ra giọng nói, liền nhìn thấy men ói giời, đó là đám bạn của thằng Biết, thằng Bót, thằng Thi và thằng Thimi đang bá vai nhau đứng huênh hoang tới chỗ của tôi. Kiếm tao để làm gì? Muốn diện kiến nam hoạt náo của khoa luật. Sao hả? Bà Thổ không đẹp trai bằng tao chứ gì? Nói xong còn nhướng mày kiểu gửi đòn với nó. Hôm nay không thấy thằng Sarawak vậy ta, mà nó không đến cũng tốt. Tao sợ nó dành hết tâm điểm sự kiện của người ta. Tao đến chịu với cái sự tự luyến của mày luôn. Rồi đang kiếm ai đây? Không có. Kiếm bạn tao hả? Khỉ gió gì thế? Thằng Sarawak không có ở đây, bị đàn anh trong câu lạc bộ âm nhạc kéo đi tập chuẩn bị cho sự kiện rồi. Ai mà thèm biết chứ. Sự kiện gì? Tôi là thành viên của câu lạc bộ còn chả biết gì đi nữa. Cơ mà nghĩ tới việc thời gian này bận tập cổ động nên không thể tới được câu lạc bộ. Mọi thắc mắc gần như đều được giải đáp. Thay, tao xin mày cái này nhé. Đến độ phải nhíu mày cảnh giác sau khi thằng men nhìn tôi với ánh mắt khiếp nhã. Không những thế, đám bạn của nó còn tỏ vẻ là ngại ngùng bẽn lẽn. Xin gì? Xin chụp ảnh selfie với mày được không? Được, tao đẹp trai thì cứ nói. Kiếm tao để selfie, đến chịu bọn quỷ này mà. Tôi đứng yên nhìn bọn men từ từ nhất tới, giơ điện thoại cao hơn đầu rồi nhe răng cười như được mùa. Ai bảo cái tụi bạch hổ này là bad boy chứ? Tao nói luôn là không đúng cái nào hết, ít nhất là bạn của thằng Sarawak đã làm sụp đổ hình tượng rồi đó. Và tan tành thành mấy khối luôn. Nhìn ống kính đi chứ, cười lên. Nó quay qua bảo tôi. Ok ok, cười thì cười. Tách tách tách. Một loạt những tấm hình được chụp ra, rốt cuộc cũng chụp được vài tấm trước khi những người khác tiến tới xin chụp chung. Tụi nó có bị ma nhập không vậy? Gái sinh đúng là ở mình sinh vận động không quan tâm, lại chạy đến đây selfie với tao.
Và sau khi chụp hình với tất cả tụi nó, tôi bị đàn anh hoạt náo viên khoa trên gọi đi tập công tác thêm một lần nữa. Bạn thằng Sarawak cũng biến mất theo dòng người. May mà có thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chọn nên tôi mới dành khoảng thời gian rảnh rỗi lên mạng hóng hết thời gian. Đang nghĩ xem nên đăng tấm nào thì check ring Instagram và Facebook, còn chưa kịp lựa thì new feed Instagram của người mà tôi bấm theo dõi đã hiện lên cùng với một cuộc hẹn. Đó là dòng trạng thái của thằng Man. Đến xem người ta chọn hoạt náo viên, phần của khoa luật đỉnh thật. Chẳng bao lâu sau, cùm Man của bọn thằng Man nhảy tới tấp bằng dây. Thằng The Man thì cùm Man. Thì phần dễ thương, thì phần chỉnh chu. Đến cả thằng Ti. Có cần tát người nào đó không? Thấy tội bạn quá. Cả thằng Pit. Tới cổ vũ cũng được rồi quá, Sarawat. Sau đó là cả thằng Bot nữa. Không tới cũng được không sao, đừng vội buồn vậy mà sầu. Hôm nay đúng đáng yêu nha mọi người, oái tiêu rồi. Quả là kỳ công tỉ mỉ, cực kỳ chi tiết. Không phải vì bọn nó tát thằng Sarawak vào, mà vì bọn nó tát tôi vào cả năm tấm hình. Cùng một góc chụp, cùng một sân vận động, chỉ đổi người chụp, xong toàn bộ đều có tao. Ối, chả trách đứa nào cũng xin chụp selfie với tao, hóa ra là đem đi trêu thằng bạn duy nhất trong nhóm không rảnh. Nhưng tại sao lại là thằng Sarawak? Tao tò mò ghê. Lướt tới lướt lui trên new feed chỉ toàn là hình của tao với bọn nó. Nhìn phát nản, không like thì không được, đó là mặt tao kia mà. Thế thì xin phép một chút vậy. Bỗng nhiên, comment của thằng Man lại hiện lên. Wow, thằng Thái like nè, đa tạ đa tạ. Kể cả thằng Ti cũng vậy, thằng Thái like tao luôn, thằng Thái cũng like của tao luôn. Đang định gõ lại là đổ chỉ thì... Thái, chuẩn bị đi nha. Dạ vâng ạ. Bị đàn anh cắt ngang nên tôi vội cất điện thoại vào ba lô rồi bước tới nhập hội cùng với anh chị khóa trên và các bạn năm nhất trước khi hoạt động lựa chọn hoạt náo viên bắt đầu. Bài hát chúng tôi dùng để thi đấu gồm các bài hát của trường, bài hát của khoa và thêm hai ba bài quan trọng nữa. Trông vậy thôi nhưng cũng lâu lắm. Trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh mặt trời bị thay thế bởi ánh đèn spotlight. Tiếng hò hét vang dội từ ván đài, chẳng biết là cổ vũ hoạt náo viên hay là vì trái bóng đang lăn trên sân nữa. Tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình, không được cũng tốt, còn được thì thôi. Khi bài hát kết thúc cuối cùng, mọi người lục đục trở lại khán đài, khoa ai nấy về để được nghe công bố kết quả sau 20 phút nữa. Chính vào lúc đó, tôi liền bắt gặp người nào đó đang bị đàn anh và đàn chị bu đen bu đỏ như muốn lấy mạng. Thằng Sarawak. Chẳng biết tôi vô thức gọi tên nó từ bao giờ, làm chủ nhân cái tên quay đầu lại nhìn. Dấp xíu đi! Đối phương nói với khuôn mặt lạnh lùng đúng kiểu phong thái, song ai mà biết được trong lòng nó rủ thầm mấy anh chị đang thả thính nó qua ánh mắt và sờ soạng hay không. Các anh chị ơi, em xin phép đưa bạn em đi ạ. Dứt lời, tôi liền nhanh chóng chèn vào cái cổ tay của thằng Sarawak ra. Chúng tôi đi cách khỏi sân vận động một quãng khá xa trước khi đối phương là người phá vỡ sự yên tĩnh. Ăn cơm chưa? Tôi gật đầu. Còn mày? Chưa. Đi ăn cơm không? Lát về nghe kết quả. Thực sự thì bây giờ tôi cảm thấy siêu siêu đói. Đồ ăn tụi thằng Bút mua tới không biết có bị như thế nào không mà ăn vào lại nhanh đói như thế này. Ừ, rửa mặt đi đã, nhìn mà phát gớm. Lời nói của thằng Sarawak khiến tôi lập tức sững sờ. Tại sao? Bộ mặt tao bóng lắm hả? Không bóng nhưng không thích. Nói bao nhiêu lần rồi là không muốn mày trang điểm mà. Tao cãi lời đàn chị được chắc. Nói như mẹ tao chắc, thằng Quần. Quan trọng là không cãi lại nó nên đành để mặc đối phương lôi kéo vào nhà vệ sinh rồi đi rửa cái mặt vậy. Tôi ngắm bản thân mình trong gương, mồ hôi đổ một chút nhưng không hề khiến lớp kem điểm trôi đi một cách đáng ghét như tôi tưởng. Thằng Sarawak không để cho tôi nhìn lâu liền lấy dây buộc phần tóc che trước trán, sau đó xả vòi vuốt nước lên mặt tôi. Ơi, cái gì đấy? Thì rửa cho bằng hết. Mẹ nó, chống nước mà, sao mà rửa được? Tôi hết sức vùng vẫy, áo sinh viên ta ướt hết rồi này. Ra chứ. Dứt lời, bàn tay dày luồn vào ba lô. Moi ra lọ nước màu xanh rồi thấm vào bông trang điểm. Đệt, sao nó lại biết nước tẩy trang được ta? Không những thế, còn đổ ào ào hơn cả dòng nước bẩn nữa. Sau đó, chà thật mạnh mặt tao không khác gì mặt đường nhựa. Đau, đau, cái thằng Quần này, nhẹ tay coi, lông mày tao sắp rơi ra rồi này. Không biết lâu.
Thằng Châu, không biết dùng vậy rồi mày mua bằng cách nào cũng biết nữa hả? Thì tao vào 7-Eleven kêu nhân viên lấy cho thôi. Mày không ưa cái bản mặt tao đến mức đầu tư mua chai này luôn hả? Ừ, không có ưa. Đừng để tao nhìn thấy mày bị đàn chị bắt trang điểm, tao sẽ đập tan tành cho mà coi. Tụi tao không có làm trò ấu chỉ đâu. Vừa dứt câu là đã cãi nhau, nên thôi né đi cho lành, đúng là phiền phức mà. Tôi để luôn bụng mở tiệm ăn kế bên trường, ăn uống xong xuôi, tôi liền tức tốc chạy lên sân vận động để nghe kết quả. Và quả đúng như dự đoán, năm nay chính là năm hạng của tao. Kể từ lúc gặp thằng Sarawat và thằng Green, tất cả đều là nát bét. Sự kiện hoạt náo, sự kiện của tao. Tôi quay qua nhìn thằng Sarawat đang đứng yên một chỗ kế bên sân vận động sau khi có kết quả thông báo. Tôi cá, chắc là nó đã nghe rõ mồn một MC công bố trên micro lần này là khoa kỹ thuật thua khoa nông nghiệp. Đồng thời, tên tôi cũng xuất hiện trong đội hình cổ vũ của trường năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc sau này tôi sẽ bị thằng Sarawat lải nhải đến điếc tai chuyện trang điểm cho coi. Ôi, tim tôi mà. Mày! Mặt mày nhăn nhó với nó liền. Còn có mặt mũi biểu môi với tao hả? Thay vì an ủi thì lại mặt nặng mặt nhẹ với tao vậy đó. Tao đâu có muốn làm đâu, nhưng mày đã làm. Mệt mà. Được trang điểm vui thế còn gì. Có cà khịa tao không vậy, bị cái gì chứ, sao tao phải để tâm đến nó nhỉ? Thôi thì cho tao chai nước tẩy trang của mày để chống chọi nhé. Không cho. Ừ, đồ độc ác. Tất cả sự kiện tao sẽ đều đi theo và lau cho mày, đừng có mà rơi nước mắt, tao sẽ nổi cơn điên đấy. Thằng Sarawat xấu xa dìm mạnh đầu tôi xuống trước khi bỏ đi như mọi lần, mặc kệ người ngồi lò như tao đứng ngơ ngơ ngác ngác. Buồn vì được chọn thì cũng buồn đấy, cơ mà tại sao trong lòng lại cảm thấy vui như lúc này, lúc nghe thấy nó sẽ đến ở tất cả sự kiện có mặt của tôi, giống như tôi phải đi theo cổ vũ nó ở tất cả trận bóng vậy, thế mới công bằng chứ. Câu lạc bộ âm nhạc vẫn im ắng, hôm nay được tan học sớm nên tôi tới tập luyện trong lúc đợi người khác, nhưng còn chưa kịp ló mặt vào thì hai chân đã bị khựng lại. Mở hé cửa nhìn vào, tôi bắt gặp thằng Rin đang dí mắt cái bản mặt trơ trẽn của nó lại gần thằng Sarawat. Nếu xác suất để tôi và thằng Rin quen nhau bằng số 0 thì có lẽ cổ vũ cho thằng Matt Rin thành một cặp thì còn là sáng hơn nữa. Cơ mà chỉ dám nghĩ trong bụng thôi, không dám đi lên làm gián đoạn bầu không khí. Thế nên đành gác tay lên cánh cửa và bớt hóng hớt chuyện của hai người ta. Không biết sao lại coi tao là người lịch sự nữa. Các bạn chưa đến nữa hả? Ừ. Quách ơi, thai đến chưa? Thấy chưa, nghe lén được một cái là tao có mặt trong cuộc nói chuyện liền. Ừ. Mình hỏi một chút nha, Quách và thai có thân nhau lắm không? Rất thân. Làm tốt lắm, câu trả lời của thằng Sarawat khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy hình mẫu lý tưởng của thai có giống mình không? Không giống tí nào. Thai thích kiểu nào? Ngực bự. Thai thích ăn món gì nhất? Không nói. Thai thích nhóm gì? Linkin Park. Chào Oscar luôn đi, mắc dạy quá đấy. Sarawat, tao chưa bao giờ nói thích Linkin Park cho mà. Nhưng cũng tốt, toàn bộ câu trả lời của nó đều gây cản trở cho thằng Green, cảm động ghê ta ơi. Trận đấu lần tới phải trả ơn bằng việc làm cổ động viên cho nó thôi. Thai đứng đấy làm gì? Sao không vào? Ý, đang yên ổn thì cuối cùng lại bị lộ khi PE xinh đẹp, còn nhà giàu quyến rũ đi tới chơi trò ú à, kiểu không kèn không trống làm thằng Sarawat và thằng Green quay qua nhìn về phía cánh cửa ngay tức khắc. Em nên định vào đấy ạ. Tụi mày đến rồi hả? Tôi thở mày ghê, chạy vào phòng một cái là tôi ngồi bám dính lấy cái tên cao cao liền. Tiếp theo đó, không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ có thằng Green là xà nẹo tới lui với tôi, không ngừng đem bộ ngực vẫn lì của nó cọ sát vào cánh tay của tôi. Chỉ cần nhìn thôi là tôi đã sợ đến gợn sởn cả gai ốc. Sau khi các thành viên khác lần lượt xuất hiện, BDM lại sắp xếp cho người quay video một mình. Tuy nhiên lần này không phải gửi gắm nên chẳng ai than phiền ra tiếng như mọi lần. Việc của Bray không đến phòng tập khiến cho trái tim bé nhỏ của người ngầu lòi như tôi lập tức chùng xuống. Đoán chừng phải tìm thời gian trốn tập ở câu lạc bộ để đi tìm cô nàng củng cố mối quan hệ mới được. Sau khi tập xong, tôi và thằng Sarawat ở lại chơi guitar tiếp tục như mọi bữa. Song hôm nay có hơi khác vì hình như trông có vẻ tình nguyện hơn mọi lần và cũng chỉ tập những bài cũ. Bận rộn. Gì cơ mày?
Hai tuần nữa sẽ có live của nhóm group. Xem như là chuyện chấn động nhất trong 2 tháng gần nay. Tôi trợn trừng mắt sau khi thằng Sarawat vừa nói dứt câu, vội vội vàng vàng nhích người tới rồi ghé đầu vào hỏi một cách háo hức. Thật không, bao giờ live của nhóm group là thiên đường đối với tao đấy. Lâu rồi chưa được xem, lần gần nhất là năm ngoái. Hình ảnh đó vẫn đọng lại mãi trong tâm trí của tôi. Thứ bảy ngày 28, mày có muốn đi không? Còn phải hỏi thằng khỉ mua vé ở đâu đấy, để tao biết mà tao mua với coi. Tổ chức ở gần đây, chắc là mua vé ở văn phòng của hội sinh viên đấy. Wow, vậy đi mua vé không? Mua cho mày và bạn mày, còn tao mua cho nhóm của tao. Thằng Sarawat gật gù, song ánh mắt lại không phấn khích theo lẽ thường, chắc là bị quỷ Rama nhập rồi. Không vui hả? Tao phải chơi mở màn cho nhóm group. Mấy anh nhóm SSS gì ấy? Thế thì mày sẽ được gặp Bimiya và Bibon sau sân khấu rồi còn gì? Thôi mà, chỉ là chơi mở màn thôi. Khi nào mấy anh ấy lên thì mày lại uốn éo với tao dưới sân khấu nhé. Có gì khó khăn đâu. Mày là người hay là giun đất đấy, thằng Quần? Thời gian này tao phải tập nhạc với mấy anh, có lẽ sẽ không đến phòng tập guitar một thời gian. Ừ, đừng căng thẳng. Tôi vẽ nhổ bả vai của đối phương, song trong lòng thì mừng húm. Đây chính là thời cơ để tôi cúp học ở câu lạc bộ tán tỉnh với Bri tiếp. Lúc đó, thằng Sarawak ở cạnh, ngột ngạt chết đi được. Vừa ngại vừa sợ, chẳng biết vì cái gì nữa, nó không thể giải thích được. Đừng có mà ngoại tình đấy. Úi, lạy trời lạy Phật thật mà, nói còn chưa hết câu. Ngoại tình gì chứ, tao còn chưa là gì của mày đâu. Ánh mắt sắc lạnh nhẹo lại, làm tôi bất động một lúc. Nên đáp thế nào đi được hay ta, kiểu như là yêu mà không có ngoại tình đâu. Mặt mày trong gian lắm đấy, chán mày ghê, làm thế nào cũng không lú lẫn được. Muốn làm cho lú lẫn không? Làm thế nào? Cởi đồ rồi cho tao sờ ngực, thế là tao sẽ bị lú lẫn cả ngày đấy. Lấy chân tao không? Đây này. Cái thằng dê sờm, ghét mày quá đi, đúng là đằng khốn mà. Ôi tim tôi, suốt ngày sao nó lại cứ thích gần ngực tôi thế nhỉ? Thời gian thằng Sarawak đi tập nhạc cho các anh quả thật là thời khắc vinh quang cho thằng thai ngồi lòi. Tôi cúp học guitar cũng gần cả tuần lễ để đi hẹn hò với các cô nàng khoa y xinh đẹp. Ray đáng yêu lắm, cuối tuần vừa rồi chúng tôi còn đi ăn kem và xem phim cùng nhau. Dù cho cô nàng không đến câu lạc bộ, song tôi vẫn lẩn quẩn quanh khoa y như một cách vô tình hữu ý. Phải gọi là dính với nhau từ sáng đến chiều. Chiều nay cũng thế, gọi điện hẹn nhau ăn cơm ở căng tin khoa. Vả lại tôi cũng đang cố tình né mặt người nào đó. Người nào đó thích ăn cơm ở tòa khoa của khoa nhạc cụ, thỉnh thoảng thì lại thích ăn ở căng tin trung tâm. Thế cho nên tránh thì thôi. Tôi ngồi xuống chiếc bàn dài, cầm điện thoại lên bấm hết thời gian. Ray ơi, đang ở đâu đấy? Đã đến chưa vậy? Thai! Đúng là trời sinh một cặp, còn tim tôi đã phải gọi một cái là tới liền. Ơi, khốn khiếp mà. Tôi chửi thề trong vô thức khi nhìn thấy người đứng trước mặt nào phải là cô nàng xinh xắn như tôi đã nghĩ, mà chính là con trâu bạch tạng khổng lồ. Mày sao đấy? Thằng Sarawak hỏi giọng êm tai trước khi nguyên đám bạn của nó đuổi kịp. Mà mày đến đây ăn hả? Không, chỉ đi ngang qua thôi. Tụi ta tính về khoa của khoa học chính trị để ăn cơ. Đi cùng không? Lần này thằng boss nhanh nhẩu xen ngang. Mày cứ tự nhiên. Tôi bạch hổ gật đầu rồi đi về hướng khác, chỉ có thằng Sarawak là đứng nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Ánh mắt này, tâm trạng này chắc chắn là sắp giết tao đến nơi. Tao không có bồ đâu nhé mày. Mà mày không đói hả? Tôi phá vỡ sự im lặng, làm gì cũng được, phải làm cho nó đi khỏi đây trước khi bồ tao tới. Nghe tụi bạn nó bảo là đi ăn ở khoa khoa học chính trị, tôi liền gợi ý ngay. Không. Xong câu trả lời nhận được lại thành như thế này. Thật ra mày đang đói. Bị cái khỉ gì đấy? Chưa rồi. Ừ, vậy thì ăn ở đây đi. Cơm ở đây không ngon, không thể nào bằng được khoa học chính trị được. Tao nghĩ mày nên ăn chung với bọn bạn của mày đi. Tội nghiệp cái bao tử ấy. Không cần lo chuyện bao đồng, nhưng giờ là giữa trưa rồi đấy. Mày cần gì ở tao hả Thai? Không có, không có, không có cần gì hết thật mà. Thai, đợi mình lâu không? Nhưng bây giờ thì cần rồi đó, tôi cần một chiếc xe cứu thương đưa tôi đi cấp cứu ngay. Tôi sợ sẽ bị con trâu bạch tạng tên Sarawak dẫm đến chết mất. Tại sao Bray lại đến nhanh như vậy chứ?
Ồ, lần này là vợ cả và vợ bé trực tiếp đụng độ, dòng điện chạy xe qua ánh mắt, chực chờ bắn ra từ bất cứ lúc nào, không phải bắn Bri, bắn tao đây này, lần này thì chết chắc. Đuổi tao đi, hóa ra là hẹn với con gái. Thằng Sarawak, ok, tự nhiên thấy đói rồi, vậy tao sẽ về khoa ăn đây. Nói xong, nó đi mất luôn, mẹ nó, chẳng là gì của nhau, tại sao tao phải cảm thấy có lỗi như vậy chứ? Chẳng là gì của nhau, tại sao phải để tâm như vậy? Quan trọng nhất là chẳng là gì của nhau, tại sao tao phải cảm thấy mất mát khi nó quay lưng bỏ đi? Ai cũng được, hãy trả lời tao đi, vợ cả nổi trận lôi đình, liệu có tan cửa nát nhà hay không đây? Tao sợ quá, ôi tim tôi. Nửa đêm, tôi gọi điện cho thằng Sarawak với một cảm xúc nào đó, thực sự thì có thể gọi là bất an. Đợi máy một lúc lâu cũng không thấy nghe máy, cơ mà cái người ngầu lòi như tao vẫn mặt dày, phát huy hết năng lực gọi đến tới tấp, và rồi nỗ lực đã được đền đáp. Alo, cái giọng chán đời chưa kìa, Sarawak hả? Không phải, thằng Quân. Biết rồi còn hỏi, gọi có gì không? Vợ giỏi, chồng như tao phải xuống nước dỗ ngọt mà thôi. Tao giặt áo đá bóng của mày xong rồi, giặt bằng tay đó nha. Mặc kệ nó là cuộc đối thoại không đầu không đuôi đi, bình thường tôi nào nói chuyện điện thoại như vậy, chỉ là tuần vừa rồi không nói chuyện gì, khi nghe nó nói nó tập nhạc nên tôi không muốn làm phiền. Rồi sao? Không, chỉ muốn nói vậy thôi. Muốn sao? Tao phải qua lấy hả? Hơi, không cần. Tao qua lấy. Khoan, khoan đã mày. Thằng đểu không cho tao cơ hội nói câu nào luôn, đáng lẽ ra nên quen với cái kiểu tự biên tự diễn ấy của thằng Sarawak đi là vừa. Làm sao đây, làm sao đây? Sợ đụng mặt với nó thì sẽ bị nó đấm cho đầu rơi máu chảy luôn quá, quan trọng là sợ nó biết được tôi cúp học ở câu lạc bộ hơn tuần nay. Nó đã cất công dùng sở hữu tiếu mỏng để đưa tôi vào, thế mà rốt cuộc chỉ vớt được đống nước lèo mà chẳng còn cái kiểm mốc gì. Tiếng gõ cửa vang lên 20 phút sau đó, tôi mất một hồi lâu để thu hết can đảm trước khi mở cửa phòng ra. Thằng Sarawak nghiêm mặt đứng trước cửa, mặc bộ quần áo đá bóng như vừa tắm xong và chuẩn bị đi ngủ. Áo đá bóng đâu? Nó hỏi, chừng rảo bước vào phòng rồi mặc giày ngã lưng lên nõi giường của tôi. Trong tủ ấy, đi lấy đi. Không biết cãi lại làm sao nên đành tới tủ quần áo lôi ra chiếc áo thêm mạnh nhất trường rồi nhanh chóng dúi vào bàn tay giày của nó. Chả này. Ừ, về đây. Phòng thì xa, mày tới chỉ nhiêu đó thôi hả? Không tới về nhiêu đó. Tới cho nhìn mặt, không gặp nhau cả tuần, mặt mày vẫn gian manh như vậy. Ghét mày ghê. Thằng Shadowquát chống người ngồi dậy, khoanh chân lên giường. Nó im lặng nhìn tôi mà không nói một câu nào. Tôi biết là nó muốn tôi thú nhận lỗi lầm, nhưng mà sự thật thì tôi đâu có sai. Tôi không hề hẹn hò với thằng Sarawak, chẳng là gì của nhau. Việc tôi cúp học ở câu lạc bộ là đi tán gái là quyền của tôi chứ, đúng không? Tao xin lỗi, tao sai rồi. Hừ, tao không để tâm vì mày đâu nhé, Sarawak. Mày... Tôi hít sâu, chuyện đã đến nước này, dù sao một ngày kia nó cũng biết. Nói đi, tao sẽ theo đuổi Bray một cách nghiêm túc. Thằng Sarawak im lặng một lúc, tôi chỉ mong nó sẽ tỏ thái độ hay đưa ý kiến gì đó, nhưng không, mẹ nó làm cái mặt như thể giết tao đi cho bằng. Sarawak, mày theo đuổi cô ta, vậy thì tao sẽ thành nhân tình của mày rồi nhỉ? Khoan đã, thế thì tao cũng phải khóc lóc như người ta chứ nhỉ, khó xử quá. Sarawak, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi nắm lấy vai nó lại, y chang như trong cảnh nam chính chuẩn bị dỗ nữ chính. Có điều hơi sai sai ở chỗ cái thằng trước mặt tôi to như trâu, ngược lại còn lép xẹp. Nó nhìn tôi với biểu cảm sẵn sàng đè ra hiếp bất cứ lúc nào, cơ mà ta phải tịnh tâm để chiến đấu với hổ dữ. Có nghe không vậy? Không nghe. Không nghe thì trả lời câu hỏi của tao như thế được à? Mày bắt đầu xàm xí rồi đó. Con trâu bạch tạng giận thật rồi, phiền phức rồi đây. Hồi ta học cấp 3 cũng toàn có bạn gái, bây giờ ta cô đơn rồi, muốn có thời gian như hôm nay cùng nhau ngắm bầu trời. Mắt mày tự nhìn không được hả? Đệt, cùng nhau nghe nhạc của nhóm này. Tai mày bộ bị điếc hả? Cùng thích xem phim. Làm sao biết cô ta thích cùng bộ phim với mày? Mày ghẹo gan tao đó hả? Nói tóm lại, tao muốn làm cái gì đó như một cặp đôi. Vậy thì tao sẽ thấp vào bạn với mày. Đâu có giống nhau.
Nên nghĩ là có bạn gái thì tốt nhất, mày hiểu mà đúng không? Không hiểu. Sao đâu quá. Mày phiền phức quá, hôn luôn cho rồi. Câu chữ vừa kết thúc, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Chồng nháy mắt, bàn tay dày vươn ra giữ lấy đầu tôi rồi kéo tôi tới, đút trao một nụ hôn. Giây phút ấy, thế giới trước mắt tôi vốn bình yên bỗng quay qua mòng mòng như mất phương hướng. Môi của thằng Shadow Quát áp lên môi của tôi, nó không dịu dàng, cũng chẳng giống như kinh điển trong phim truyền hình của Hàn Quốc, quan trọng là không hề đưa lưỡi vào dù chỉ một chút. Thế mà sao, tôi chỉ có thể ngồi yên và sửng sốt với những gì vừa xảy ra. Cho đến khi nó rút cái hôn về rồi nhìn tôi, trái tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp. Mày có quyền gì mà rồi hôn tao chứ, mẹ nó, hôn kiểu không kịp phòng bị luôn, ôi. Tao đã đặt chỗ mày rồi đấy. Thế nên tao cấm mày tán tỉnh ai nữa đấy. Tiếng gõ cửa vang lên, cộng với ánh nắng chói chang buộc tôi chậm chậm nhấc người dậy khỏi giường, hồi tưởng lại ký ức trước khi đặt chân xuống sàn. Tối qua ngủ và lúc nào cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng thằng Shadow Quách nằm chơi trong phòng tôi cả đêm, đến gần sáng mới vác xác về. Chẳng những vậy, còn quên luôn cái áo đá bóng tôi mất công giặt. Thằng thai, dậy chưa thế? Tiếng của người bên ngoài vọng vào bên trong. Tao chưa chết nha. Nói với ra ngoài một cách cáu kỉnh rồi loạng choạng mở cửa cho ba thằng nam chính bước vào bên trong. Đây là chuyện thường ngày của tụi nó, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Hôm nào đẹp trời chút thì lại kéo tới gõ cửa phòng tôi rồi ngồi ăn sáng cùng nhau đến trường. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hồ, cái đẹp gì chứ? Chưa tắm nữa hả? Thằng bút đi lại giường trước khi nằm đè lên cả bộ đồ sinh viên. Thằng ôm thì chạy vào bắn thỏ trong nhà vệ sinh như mọi khi. Thì giờ tao tắm có sao đâu. Cái quần què gì đây? Đệt thằng bút, cái thằng vô công rỗi nghề. Thấy nằm lăn qua lăn lại trên giường, thế mà lại bị mò ra đồ. Cũng chẳng có gì đâu, nếu món đồ này không phải là cái bóp tiền của thằng Sarah Quát. Ôi cái thằng xấu xa, sao mà lại quên nó ở đây chứ? Mày mới mua bóp hả? Lần này thằng ôm là người lên tiếng. Của anh tao đấy, lão vứt ở đây lâu rồi. Dứt lời thì liền giật đi cái bóp từ bên trong tay của đối phương. Không thể để tụi nó biết là bóp của thằng Shadow Quát ngủ ở đây được. Tao sợ gì cũng không biết nữa. Tim cứ đập loạn xạ xí ngầu lên. Tình cảm dành cho nó không còn như trước nữa, hỏng bét rồi. Tôi vội vàng nhét bóp tiền vào trong ba lô, sửa soạn chuẩn bị đến trường. Sắp chót lọt thì có quỷ Satan ở bên cạnh hiện ra cản đường. Hỡi, tụi mày khoan đã, điện thoại tao đâu mất rồi? Giờ phút này, tôi cực kỳ muốn lao tới đập cho thằng ôm một trận. Nằm lăn lộn trên giường tao cho đã, rồi sao? Điện thoại rớt ở xó xỉnh nào cũng chẳng biết. Hỏi ai xui xẻo hả? Nói luôn là tao chứ ai. Chắc là rớt vô góc giường rồi đấy, để tao kiếm phụ cho. Thằng Phong liền trèo lên giường, phụ nhau kiếm cái điện thoại, chả biết đang ở đâu cho đến khi thằng Bút mò trúng cái gì đó. Điện thoại của mày hả, thai? Tốt lắm, cho tao mượn gọi cho thằng ôm nhé. Thấy mẹ rồi. Điện thoại mày mò được dưới gối không phải của tao mà là của thằng Shadow Quad. Ô chết tao rồi. Thằng kỹ rõ đấy, sao cái gì cũng quên thế. Lớp là bóp tiền, lớp là điện thoại, chưa kịp ra khỏi phòng nữa. Đầu tao đã đầy mồ hôi rồi đây. Ừ, cứ tự nhiên. Mẹ dạo này mày đặt xài ốp 7 viên ngọc rồng luôn ha. Vậy mà tao tưởng mày cứ không thích ba cái loại hoạt hình này chứ. Mới mê gần đây thôi. Yêu cái kiểu móc. Má nó, mấy cái ốp điện thoại con nít này theo phong cách người ngồi lò như tao à, mày nghĩ sao vậy? May mà tối qua thằng Shadow Quad mang theo iPhone, chứ thử mà là Samsung coi, chắc tao chết mất. Mật khẩu? 260895. Số gì đấy? Mày không cần phải biết. Sinh nhật cũng không phải, mã sinh viên lại càng không. Lúc này rồi mà còn nghi ngờ cái gì nữa đấy? Muốn tao nói cho số gì ấy hả? Là sinh nhật của thằng xấu xa ấy. Biết được hồi đem điện thoại cũ đi sửa, mua máy mới rồi nó vẫn dùng mật khẩu cũ nên tôi mới dám mạnh mồm không sợ quỷ. Mày không cần nhiều chuyện, quan tâm gì ba cái số đó. Thai, mày xóa số tụi tao rồi hả? Không chừa lại cái tên nào luôn. Tay thằng bạn đang lướt trong danh bạ khiến tôi sững sờ, đừng nói là số liên lạc, thề luôn là tất cả liên quan đến mày chưa bao giờ xuất hiện trong chiếc máy đấy luôn. Là do tao thuộc lòng luôn rồi, chắc chứ? Ừ. Cái này có phải là điện thoại của mày không? Không phải là điện thoại của tao thì của ai? Mày hỏi là lạ thật đấy. Rồi thì tin, hình trong đây toàn là của mày thế kia mà. Đúng chứ?
Khoan đã, mặt tôi xuất hiện đầy trong bum bum. Muốn qua đó xem với nó ghê, sự tò mò bắt đầu thay thế mối nghi hoặc. Sao hình của tôi lại nằm trong bum bum của thằng Sarawak chứ? Đây này ông nội tôi ơi. Tôi thở phào khi nhìn thấy chiếc điện thoại màu đen của thằng ôm đổ chuông. Nó quả nhiên đã kẹt ở khe giường. Thấy điện thoại rồi thì trả điện thoại cho tao đây. Khoan đã nào, mượn một chút, sao lại login vào Instagram của thằng Sarawak nhỉ? Nó mượn nghịch đấy. Rồi mày gặp nó lúc nào không biết, hôm qua ở khoa khoa học sức khỏe ấy. Vậy còn app Facebook và Twitter đâu? Tao định mượn vào lúc Facebook mà không có. Mấy mày cũng có mà, thôi để trả cho tao đi. Hơi, có game luôn này, đúng đỉnh nha. Ừ dĩ nhiên, nhưng mà tao không có biết chơi, chơi làm sao vậy? Mua app bao nhiêu tiền? Chắc là chưa tới 100 đâu, tao cũng không nhớ nữa ha ha. Của thằng Sarawak chứ gì? Phải của nó đấy. Ơi ơi, không phải. Có gió lò lòi đuôi quá không? Tao biết từ lúc mà cái Dragon Ball rồi, thằng Châu à. Mẹ nó, còn gì thì nó tét bét ra luôn đi. Khai mau. Khai cái gì chứ, tao không biết gì hết. Mày có bí mật gì với bạn bè hả thai? Khai ra mau, mày là gì của thằng Sarawak? Không là gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Chắc chắn không? Rồi mày qua đây xem này. Tiếp theo đó, điện thoại của thằng Sarawak được trả lại cho tôi. Thằng Bốt, thằng Ôm và thằng Phong đứng cười tủm tỉm, mặc kệ tôi đứng đực ra nhìn vào màn hình điện thoại đang mở sẵn với một tấm hình trên Instagram. Nếu không lầm thì đó là sự kiện của ngày hôm ấy, cái ngày mà tụi bạn Bạch Hổ của thằng Sarawak đăng hình chụp chung với tôi và comment qua lại cho vui vẻ. Có điều khi đó tôi không vào đọc hết mà thôi. Đến tận ngày hôm nay, trôi qua hết cả tuần lễ, tôi mới hiểu ra lý do tại sao thằng Sarawak lại xuất hiện ở sân vận động lúc chọn hoạt náo viên, dù lẽ ra nó nên tập nhạc cùng các đàn anh. Đó là hàng loạt các comment của đám tụi Bạch Hổ. Wow, thằng Thái lại nè, đa tạ. Thằng Thái like tao luôn. Không cần cúp tập đâu nhé bạn hiền, ở đây tao có thể chăm được rồi. Không cần, để tao chăm thì hơn. Của tao cấm động vào đấy. Và vẫn gõ sai chính tả như mọi khi, tôi bật cười trong vô thức với nỗ lực gõ đến khi đúng của nó mới thôi. Của tao cấm động. Khốn kiếp, của tao cấm động nha. Đến đây thì chương 11 của bộ truyện Together Vì Ta Là Một Đôi đã kết thúc rồi. Nếu hay các bạn nhớ like và share cho nó nha. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Nam Mỹ Tường Truyện, hãy nhớ ấn nút đăng ký và chiếc chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ tất cả các audio nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong audio lần sau nha.